Thưa quý vị, khác ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, phường Khuê Mỹ đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực trong nhân rộng các mô hình thi đua dân vận khéo theo đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Là một trong các mô hình điển hình dân vận khéo được Thành ủy chọn nhân rộng theo đề án số 04, mô hình 10.000 mạng yêu thương của Mặt trận phường Khuê Mỹ phát động từ năm 2014 đến nay đã nhân rộng ở 31 trên 31 khu dân cư. Theo đó, mỗi hộ gia đình, cá nhân tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng một năm, xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ học sinh nghèo, ngăn chặn học sinh bỏ học. Thành công của mô hình được minh chứng qua mức hỗ trợ tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2014, những suất quà hỗ trợ chỉ từ 200.000 đồng, thì đến năm 2015 là 500.000 đồng và từ năm 2016 đến nay là 1 triệu đồng một suất. Cái mô hình dân vận khéo 10.000 vận yêu thương thì đến nay trong năm 2023 thì trên địa bàn phường đã vận động được hơn 26 triệu. Từ cái nguồn đó thì Ủy ban Mặt trận phường cũng đã hỗ trợ các em học sinh gặp khó khăn trong cái việc đi đến trường thì hỗ trợ kịp thời để các em này không bỏ học vì lý do kinh tế. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, bằng những hành động cụ thể thiết thực, phường Khuê Mỹ đã phát huy vai trò tích cực của cả cộng đồng, các doanh nghiệp, thực hiện tốt các mô hình phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội và mô hình vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng năm 2022, phường huy động được hơn 3 tỷ đồng, giúp giảm 62 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Cuộc sống hiện nay cũng có nhiều thì em có hoàn cảnh gặp khó khăn. Thì cũng là một người dân trên địa bàn thì em cũng xin gửi một chút tấm lòng nhỏ tới các em. Những kết quả trong công tác dân vận khéo thời gian qua sẽ tiếp tục là động lực để phường Khuê Mỹ đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng văn minh hiện đại.